Realme Q5 Pro, một cái điện thoại đã ra mắt cách đây khoảng 2 năm rồi, nhưng bây giờ nó vẫn rất là hot. Cái Realme Q5 Pro này mình thấy có một cái điểm rất là buồn cười. Đấy là cái thời điểm mà nó ra mắt nó rất hot, thậm chí là có những thời điểm mà nó cháy hàng, không hàng để bán. Thế xong bẵng đi một thời gian, nó hết sạch hàng. Đấy, và người ta lại quên nó rồi thì nó lại quay trở về. Đấy, rồi nó quay trở về, người ta người ta đi mua thì nó lại hết sạch hàng. Đấy, và bây giờ nó lại quay trở về một lần nữa. Không biết là đợt này có bị lại bị kiểu hết sạch hàng hay không. Ghét thật. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Riêng đối với cả cái Realme Q5 Pro này thì bây giờ mình sẽ xem là cái mức giá của nó sẽ là bao nhiêu nhé. Ở đây thì là điện thoại đang bán cái sổ này với mức giá là 4.890.000. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, là đây là phiên bản 8256 nhé. Còn hai cái phiên bản là 6128 với cả 8128 là không có hàng đâu. Đấy, và kể cả mà có hàng đi chăng nữa thì mình cũng khuyên anh em là thêm vào có mấy trăm nghìn như này thì lên hẳn phiên bản cao nhất luôn, 4.890.000. Đây là một mức giá mình nghĩ là rất hợp lý cho sổ này rồi đấy. Cái sổ này thì hiện tại là được up ROM quốc tế hoàn toàn bình thường. Thì khi mà up ROM quốc tế thì nó sẽ hiển thị ở bên trong, nó sẽ là Realme GT Neo 3T nhá. Mặc định là Q5 Pro là đã có tiếng Việt rồi. Và cái sổ này thì nó rất là lành, chứ nó không bị lành kiểu như không kiểu bị lock sim như là những cái sổ như kiểu là con Realme GT Neo 5 SE trở về sau này. Thì là Realme là họ thường là lắp sim các sổ của mình. Nhưng mà con Q5 Pro này thì không nhé các bạn nhé. Đấy, thế thì đối với Q5 Pro này, với mức giá như thế này, nếu mà để mua Redmi Note 13 Pro ấy thì là 4.690.000. Thế tuy nhiên là các bạn chú ý là 4.690.000 này đối với Redmi Note 13 Pro ấy là nó là cái hàng nguyên siêu. Còn nếu mà các bạn mang nó về nó là hàng nguyên siêu thì nó chưa có sẵn tiếng Việt đâu nhé. Đấy, còn nếu mà anh em mà muốn có tiếng Việt rồi là anh em muốn cài ROM quốc tế cho Redmi Note 13 Pro ấy, thì anh em ra ngoài cài mình nghĩ là người ta cũng phải lấy mấy trăm nghìn đến 400-500 gì đấy. Còn mình không biết là điện thoại hay họ cài hết bao nhiêu, nhưng đại loại là bên ngoài ở thị trường thì người ta phải cài mất từng đấy. Nên là giá của Q5 Pro phiên bản 256GB bây giờ về cơ bản, nếu mà đã có sẵn tiếng Việt là nó đang rẻ hơn Redmi Note 13 Pro đấy. Đấy, mới rẻ hơn cả Redmi Note 13 Pro 128GB cơ. Cái con Q5 Pro này nó có những cái điểm gì hơn kém so với Redmi Note 13 Pro thì mình cũng sẽ điểm nhanh ra cho các bạn xem luôn nhé. Đầu tiên ấy, là hộp phụ kiện của nó là sẽ hơn Redmi Note 13 Pro cái đã. Hai con này thì đều có ốp lưng bên trong, nhưng cái sạc của Q5 Pro nó sẽ sạc nhanh hơn là Redmi Note 13 Pro. Nó là sạc 80W thay vì là 67W. Một cái điện thoại đã ra mắt 2 năm rồi nhưng mà sạc của nó vẫn nhanh hơn một cái điện thoại Xiaomi mới ra mắt cái này khoảng hơn 1 năm thôi. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Đấy, tuy nhiên là Redmi Note 13 Pro mình đánh giá cao thiết kế của nó hơn, bởi vì là cái viền màn hình của cái Redmi Note 13 Pro là nó mỏng hơn này so với cả Q5 Pro, và Redmi Note 13 Pro thì nó có kháng nước kháng bụi IP54. Về màn hình thì Redmi Note 13 Pro cũng sẽ có một cái màn hình đẹp hơn so với Q5 Pro. Màn hình của nó là độ sáng tốt hơn này, kích thước có phần nhìn hơn một chút xíu thôi, nhưng mà độ phân giải nó cao hơn, nhất là 1.5K thay vì là Full HD cộng. Màn hình của nó cũng là màn hình 12 bit màu luôn. Kính cường lực của Redmi Note 13 Pro cũng sẽ xịn sò hơn, đấy là kính cường lực Victus. Về hiệu năng thì Q5 Pro với con chip 870 nó sẽ mạnh hơn nhiều so với 7S Gen 2 của Redmi Note 13 Pro đấy nhá, mạnh hơn nhiều luôn đấy. Và bộ nhớ trong thì mạnh gấp đôi so với Redmi Note 13 Pro. Đấy là còn chưa kể là cái tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong của con Q5 Pro này, nó là UFS 3.1, nó sẽ nhanh hơn so với UFS 2.2 của Redmi Note 13 Pro. Nhưng về camera bây giờ thì mình thấy là Redmi Note 13 Pro sẽ có phần nhỉnh hơn một chút so với Q5 Pro. Q5 Pro thì về cơ bản là camera của nó chụp ảnh rất là nịnh mắt trong những điều kiện đủ sáng, nhưng mà điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ kém hơn so với Redmi Note 13 Pro đấy. Về pin thì hai con khá là tương đồng với nhau thôi, nhưng mà về sạc thì Q5 Pro sẽ nhanh hơn. Loa ngoài là loa kép cả hai con đều có, vân tay bên trong màn hình thì cả hai con cũng có luôn. Nhưng mà jack cắm tai nghe thì Q5 Pro này sẽ không có đâu nhé. Còn Redmi Note 13 Pro thì sẽ có jack cắm tai nghe 3.5. Đấy, còn cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản màu vàng đen. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Màu vàng đen, khung viền đen này, mặt lưng màu vàng. Đấy, cũng camera màu đen, trông nó rất là tương phản luôn. Rồi, chốt lại, nếu như các bạn muốn tìm một cái sổ mà giá nó rẻ hơn, bộ nhớ trong nó thoải mái hơn, con chip nó mạnh mẽ hơn, tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong nó nhanh hơn, sạc nó cũng sẽ nhanh hơn, và có sẵn tiếng Việt và đã được cài ROM quốc tế rồi, thì các bạn sẽ lựa chọn Q5 Pro. Còn chúng ta sẽ lựa chọn Redmi Note 13 Pro khi nào? Khi chúng ta cần một chiếc điện thoại mà có một cái kháng nước kháng bụi này, một cái màn hình độ chi tiết tốt hơn này, rồi là một cái camera chụp ảnh thiếu sáng có phần nhỉnh hơn, và một cái thiết kế với viền màn hình mỏng hơn, thì bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 13 Pro. Đấy, nói chung là hai sổ này thì mỗi con nó sẽ hơn một kiểu, nhưng đại loại chốt lại
là hai con này đều rất ok ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 5 triệu. Và theo các bạn, với cái sự trở lại của Realme Q5 Pro phiên bản 8256 với cái mức giá bây giờ nó chỉ ngang với cái phiên bản 8128 ngày xưa thôi, thì các bạn có lựa chọn sản phẩm này hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.